Phạm, chuyển qua chân phải đếm cho sao đếm chân trái. Đừng có liền với cô, nó tranh không được đâu.
Thì sân nem không có ra đó, đứng trong quay canh người chứ ra chi ngoài đó đứng ảnh hưởng gì. Ok. Cơ, lên sau đây nè. Lên trên đây đứng. Đó. Ê. Hey. Mình đá thằng em áp vô trong đừng có ra biên áp hai thằng vô trong. Thì chuyện gần thôi, đừng có chuyện xa hơi. Cắt. Tốt thành. Điện hi, điện hi. Về vàng cơ đá được. Kiệt, bữa ăn bớ con. Chuyền vàng cơ đá được, chuyền vàng cơ kia. Dạ, buồn hay sao vô kia ngầu chứ ngầu chứ vậy đó vậy? Cán một, hai một. Đúng. Yeah.
Hi hi ra, ra hi hi, hít vô tháng hi này, hi ra nghỉ chút. Hi đi ra ở đây. Phạm nghỉ chút, Phạm nghỉ chút, kiệt vô thế Phạm này. Giang đứng dậy Giang. Quéo quéo ra thấy Giang kìa. Giang vô Giang. Đừng có đá vậy. Chính giữa không có ai mà cơ đá không có gì vậy. Chặn lại kìa. Giờ Thành nghỉ chút anh, uống nước đi. Giờ thế Thành đi. Bám vô, gơ, Giang kìa, dắt Giang, dắt nhanh đi. Còn, bỏ. Bắt sát nó luôn, bắt sát luôn. Bắt sát vô, giò, rồi, Giang bắt dễ được rồi. Cát giò. Giang lui gì á. Ba một. Đá đi. Giang đá sang đem về hỗ trợ bớt. Cát giò. Theo. Áp cao lên Giang. Kiệt áp cao lên. Cát giò. Từ hiếc. Từ. Dẹp. Giang. Anh chạy nhiều hỗ trợ cho đứng chỗ thôi. Giang Giang luôn. Lùi Giang. Lùi nhanh đi. Thank you.
dạng đá chân nem chạy nhiều vô, hết sức ra. Dăng lên. Giang lui nhanh thì lấy, đứng chờ thì qua luôn. Anh giao người ta. Áp lên. Đi vậy? Anh. Đi Giang đi. Hòn mập đứng dậy. Hít chặn lại hít. Đi Giang dứt nhanh đi. Đang về hỗ trợ Giang. Hòn thấy kiệt này, hòn kiệt ra kiệt. Xếp ba đây. Thiết chuyện sai quá. Thành vô thế hiếc này. Thành vô thế hiếc đây.
Đã đi, đủ quân trong sân rồi, đã đi. Dắt lên. Đã đi. Giang chạy nhiều vô chứ gì mà đứng chờ mà sao mà ai đâu chuyền được. Số 1. Dứt mạnh vô. Nó banh mình chạy chứ sao mình đứng chỗ ghét mình chờ banh mà hớ gì. Chạy mà sáng nay mình chạy mình đã đứng chỗ mình chờ mà kêu gì kêu vậy. Nhanh nè vậy. Tại sao dò với thằng Thành cuối cùng đá một cánh vậy? Thank you.
lại vỏ. Cột cái dây lại. Ở banh về nó bị máy bỉ cái quay cái lưng mất mà làm sao nó không qua. Ở banh đá trực diện nó luôn chứ. Đá nó máy bỉ cái quay cái lưng nó qua cái ót mà vậy. Nó bỉ đứng im tại chỗ nó bỉ sao qua mình. Đá sân nem đá áp sát vô chứ đá gì mà cứ. Mà sao đá chụp đảo thành thành với thành giò đá, hai thằng đá một cánh không vậy? Cánh đây không có người đá. Còn mấy cái? Còn 5 cái gửi đi. Còn 5 cái áp cao lên. Quéo đứng dậy quéo. Chú ý nó cũng màu xanh đấy. Thôi. Đi luôn ra, dắt mạnh đi, dắt nhanh đi. Ê, cửa đi. Còn mấy cái? Còn 4 cái gỡ đi. Hi, từ từ để Gia Phi vô. Gia Phi vô đây đi. Gỡ đi. Vàng đá áp giữa này vô giữa vô kính rồi chừng mới ra biên chứ. Không, lớp 9 không đá. Nó kia lớp 7, lớp 8 mà nghe giờ đường gấu vô đâu. Bên đó lớp 8, lớp 9 không à, có lớp 9 không? Lớp 8 thôi, đá lớp 8 luôn. Đi giết mạnh đi, nó theo không kịp đâu. Thằng Hòn này đá sân nem thôi là không cần đấu cánh, mình chạy cùng nghe chứ đá đấu cánh. Quéo thêm Hòn này. Thank you.
Áp lên giò. Ủa sao thằng kia nó đứng lại vậy? Đã ghép ngoài đứng vậy? Cua nữa đâu? Anh Giang. Chắc vô, mạnh vô. Tiếp nhanh đi Giang. Chắc mạnh vô. Giò lên cho. Lên Giang nhanh đi. Nhanh này Giang, dứt nhanh đi. Đây rồi Giang.
Còn mấy cây? Áp cao lên. Ừ. Giò này. Đây luôn. Lên. Đóng đi. Không có đá dạy cơ. Thì biết thế anh Gia Phi kia. Để dàn nhắc nhanh đi. Đi dàn. Giò lên thấy không? Phạm vô Phạm. Chào. Chào. Chào.
Thành, Thành, thêm giờ Thành. Ở đây. Tay vô tay. Thành đá áp luôn cho nó mất bóng cho mình lui về chi nên mình càng lui nó càng dễ đá. Đá đi. Mạnh luôn cơ. Cơ ra dứt khoát luôn cho nhấp chi nữa. Chết mẹ,
mạnh vô cho đáng, mạnh vô hết mà làm gì. Áp cao lên luôn. Thiết khen tài hiếp. Gì? Mua mai bác? Hả? Chứ sao mình đang bác mà kêu hồng mập? Thằng Giò Thiên Hy này. Ta đi. Còn bao nhiêu phút nữa Phụng? Dân bận áo vô dân. Yeah.
Mạnh nó vô. Đâu. Hồng mập thế không Phạm này? Mạnh nó vô. Dàn vô thế nghiệt đi. Thôi để nghiệt lại. Thành ra ngang nghiệt lại. Banh gì mà một mình nó mà bao đu ba thằng rồi nó bỉa cái rột mà làm gì. Nem đã nhanh chứ cần nhà ai nữa đã biên rồi. Phạm. Chạy qua luôn Kim Anh. Chị ơi. Về nè. Tiến tiến. Tiến. Tiến đủ cho gì đâu. Mạnh vô. Nhanh nhanh vô. Mất ngủ rồi nè. Đánh nhanh lên.
Để ông mạnh vô văn. Cắt vỏ. Mình đá đi, nấu cà rưỡng rồi mà mình không đá được, làm sao mình đá được. Nấu bây giờ nấu giỡn rồi, mình đá không ăn thì thôi chứ đường nào. Đá cao thua, đá cao vô. Nem cậu gì đá nem cậu, bốn cậu đá không xong nem cậu. Nấu cà rưỡng rồi mình đá áp cao lên, đá nữa. Mạnh vô. Đó, đi. Mạnh vô Thành. Đó Giang. Nhanh đi Giang, Giang ở biên nhanh đi. Còn Thành, để Thành đây. Lên Thành, đi. Mạnh vô Giang. Áp lên luôn. Cắt giò. Còn áp mạnh vô. Đây nè Thành này. Còn gần 20 phút nữa đây. Mạnh vô. Mạnh. Giò mạnh dứt khoát luôn. Đâu Giang kia. Đánh mạnh đi Giang. Cái này vô. Đi luôn. Đấm Thành. Ăn vô. Đá người ta cà rưỡng rồi mình đá đi. Thời gian còn dài mà. Cắt giò. Nhanh đi. Còn Thành. Sao không dán kia. Cô lên mình biết trước cận gì. Là. Cắt cô. Còn ấy. Dán đi nhanh đi. Từ từ. Giờ. Dán kia. Đá đi. Ôm anh lên nhanh đi. Người ta cà rưỡng rồi mình đá đi. Thành. 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 Đánh mạnh vô chứ. Không biết. Còn mấy cây. Áp cao lên đi. Áp lên Giang. Cắt giò. Tốt. Áp mạnh luôn đi. Nè, giò này. Đứng luôn, đứng im luôn. Giò áp đây luôn. Đi, từ. Tốt. Giò áp luôn, giò áp thằng số 14 kia. Cắt giò. Đi giò. Cắt
áp đi, vẫn nhanh đi. Chán kìa. Đây này, Thành đi, Giang lui về hỗ trợ, mạnh vô. Phải mạnh lên. Cắt giò, cắt giò. Liên nhanh luôn. Giang này. Từ. Giang kia. Giang kia Thành. Cắt giò. Giang kia. Đứng mạnh vô. Cắt Thành. Giang lui. Cơ cắt. Giang lên. Đem giang. Đây. Cắt hòn. Đâu. Nhanh đi. Lướt nhanh đi, lướt đi. Giang kia. Đâu đâu. Vô. Đâu, Giang kia, Giang kia. Ờ. Thành đánh Giang hay là hòn gấu kia. Nhanh đi cơ. Đánh giò luôn. Giang đây. Tập. Kìa hay. Đạt quéo vô quéo. Chứ sao dò ra hả? Thì không có đá giải, không bán thua, mạnh vô. Lên. Đi luôn. Cắt hết. Còn Giang kia. Còn Huy ra. Nhìn thiết kia. Giang luôn. Thì đá dứt khót vậy sao quẹt quẹt rồi đứng chờ banh vậy?
Nhanh đi. Anh vô. Mạnh vô. Hít vô. Cơ sao chiền chi vậy, chỗ đó mà cái chiền hoài vậy? Mạnh vô Huy. Hiết chuyện tào lao không à? Cái nó đang nhảo tự nhiên thành dương giò đang áp người ta bỏ ra hết vậy. Mạnh Huy. Mạnh vô cái gì vô. Ra Thanh, Mạnh Thanh. Cơ kết cơ. Còn. Đưa về Huy. Đá hậu vệ mà nấu ở dưới mà mình lưng tưng vậy. Ở hai thành mà sao đứng vậy trời. Liên các bạn, nhanh đây Đạt. Đứng mạnh chưa? Các Mạnh Huy. Đáng mạnh vâng. Lên Huy. Mình đá ghép mà lui về chi. Lúc người ta đá mình không lui về mà mình đá và ghép mình văng lên đá chứ. Mình đá ghép mình kiếm chỗ trống mình tìm mình chạy cho đồng đội nó chìm chứ. Mạnh vô Đạt. Các Thành, Thành đó Thành. Tâm vô. Đéo
Ờ anh lên chứ. Ảnh chưa? Lưu gì? Nhanh đi Giang, đạp liền chứ anh Thanh. Dễ Thanh, mạnh vô. Điện giò luôn. Điện giò đấy mình nhấp thì chở Giang về chứ. Chờ mạnh vô. Ra cơ. Mạnh vô Huy. Mạnh vô. Còn Giang. Đi vô anh Giang. Ồ. Đàn đá nó đi ra tổ. Đá đi là ta ném chân mà đá kêu mà mình rơ rơ vậy. Mạnh đi vô. Anh Giang. Giang nó không lên kịp đâu mà chuyền chơi cái banh đó. Mạnh vô nha. Mạnh vô. Chắc qua luôn. Đi. Chắc mạnh vô. Mạnh vô đếm cái rầm vô. Ô Phạm ơi. Chào anh đâu. Banh như mà cái nậu buồn ngủ hết mà lạ. Chiều cất.
giờ chừng chút chỉ cầm như vậy. Đâu tập cái gì? Nhảy đá hơn bể rử chứ sao bể rử. Chết giò. Nảnh vô chứ. Xe ăn cơ nổ đâu mà. Nảnh vô. Đi. Mạnh vô. Vô tuần không? Mẹ qua. Chuyện qua đâu? Giang Đà Thiên Hòn Gấu á. À?